Đây cảnh sông nước miệt vườn, lúc nào cũng có cây có trái ha, có cây có khi có lá cũng có nữa. Mình cũng rất vui ha khi được chào đón quý khán giả, quý anh em có chung với mình cái đam mê trở lại trong cái video hôm nay. À, bên đó chạy ồn quá, nó chở dâu da, khi dâu Hạ Châu hay là nhiều thứ dâu lắm, dâu xanh, dâu sim, dâu vàng, dâu chu lẹ chu lét cũng có. Là mình giới thiệu cái chiếc này, đây là chiếc cano 6m3 đó, cano 6m3. Cái chiếc này là cũng như anh em người ta có làm rồi ở nhà ha, rồi tự thích chế cháo rồi làm chơi chạy rồi lúc đó cái máy chạy nó không có ổn á. Lúc đó nghe nói là chạy gì 4GH rồi tới Isuzu gì nữa đó, là qua hai cái rồi bây giờ anh em người ta đem qua đây cái người ta mua cục máy để mình giới thiệu ha, nghĩa là người ta nâng cấp lên cục máy khác rồi đem qua tiệm làm. Đó là cái quen thuộc không, Toyota Yamaha à, dòng máy thủy, động cơ này là có công suất là 117 cho tới 120 mã lực. Chiếc này để coi có hộp số không ha. Đó, như vậy là chạy đờ ghét ha, thấy rồi ha, không có hộp số. Ở đây là tối rồi ha. Để mình lòn tay ha, tại nó dướng. Đó. Thế này ha, không có hộp số. Giờ cái nền mấy hôm nay cũng có sửa cái nền này lại nha, có sửa cái nền móng này lại, tại cái nền móng này ở nhà người ta làm nó không có được chắc chắn á, cho nên ở đây chỉnh sửa làm lại cho nó chạy cho nó có lý một tí, chứ không có hơn ai. Chỉnh sửa chứ biết đâu, nhiều khi chạy thua bên chủ nhà người ta tự làm nữa. chủ là chủ của chiếc này nè, người ta tự làm á. Bây giờ mình qua đây cái mình làm, người ta cũng muốn chủ cano cũng muốn thử mà tiệm ở đây lắp có hơn chủ nhà không, nhưng mà mình cũng chưa biết là hơn hay thua ha. Đó, vậy là lột hết cái dàn này ha, lột hết cái dàn cũ người ta làm lại cái dàn mới xong rồi, tất cả là hầu như là mới hết. Bữa nay thì của người ta lúc trước người ta lấy dây cáp hay gì đó mình quên rồi, tại hôm đó mình không có quay, chủ nhà người ta làm á, rồi giờ chương trình là mình làm lợi nhiều lắm, có thể là thay đổi mới hết. Đây cái dàn cầu này là dàn cầu đã làm lại nha, còn dàn cầu trước cắt bỏ hết rồi. À, dàn cầu này cái bọc láp là 60 ha, còn cái độ dày thì mình nói là 4 ly. Nào giờ cốt láp này nhiêu, 30 hay 35 hả? Vậy là cốt láp 30 inox hết, mấy cái vàng trên này cũng inox ha. Inox này cái độ dày cũng khá lắm nha, tại vì dày thì nó nhiều tiền thôi. Rồi đang thi công cái bánh lái thì xong rồi nè, cốt bánh lái trong này người ta có bạc đàng hoàng nha, có bạc trong đó nó để mà mình xây cái cây lái nó nhẹ, bạc này bạc mũ nữa ha. Rồi đây cái này cũng hay ha, chủ nhà bởi vì thích chế cháo, anh em thấy cái này quen thuộc không, đây là cái bô nè, cái bô xe chủ nhà người ta chế vô chơi, cái gì khoái gì chế nấy, nhưng mà qua đây chắc không biết còn giữ lại hay là chế cái khác theo ở đây không biết ha. Rõ ràng chiếc cũ ha, nhìn thấy nè, anh em ta làm ta chạy cũng lâu rồi, chạy qua 2-3 cái xác máy rồi, giờ mới tới mình làm lại, cũng như người ta nâng cấp cái máy động cơ lớn hơn. Hồi đầu á người ta lắp những cái máy kia cái người ta chạy chậm á, cái càng ngày người ta nâng lên, người ta chạy quen tay rồi, người ta khoái tốc độ người ta nâng máy lên. Còn cái cano thì vẫn còn ok ha, này canh xong rồi nè, xong cái gỡ cái máy lên
sơn mài mấy cái vết hàn này kia cho nó láng á, xong cái lòng sơn lại rồi mới cái máy lại, lúc đó bắt đầu mới hạ thủy bắt đầu mới chạy mới canh chỉnh. Này không biết là nữa lắp bộ lấy cơ hay gì mình chưa biết ha, miễn có thì mình quay dài dài cho mấy anh em xem. Dàn cầu này thì nó dài cũng tầm khoảng 8 tấc, nếu ra tới cái chân vịt thì cũng gần cả mét ha. Ra tới sau lái, cái bánh lái thì nó thước mấy á, mét mấy á, cỡ mét, mét mốt. Càng xa càng tốc độ, nhưng mà càng xa thì cái sự cố nó càng nhiều. Ngắn chừng nào thì gọn đẹp nấy, ngắn thì bù lại cái tốc độ nó không đạt. Vậy thôi, tùy theo bởi vì mình làm mà. Rồi mỗi chiếc, ví dụ như cái chiếc ba lớn, mình lắp cái động cơ, ví dụ cỡ 100 mấy, 200 ngựa thì 100 ngoài từ 100 cho đến 120 mã lực, thì mình canh cái độ xéo của cây láp như thế nào, tùy theo cái độ dài của cây láp nữa mà mình canh nó cao thấp ha. Rồi ví dụ cái chiếc ba lớn, nghĩa là cái chiếc 6m3 này nè, cũng là 6m3, nhưng mình lắp cái mà chừng 40-50 ngựa thì cái cây láp phải khác nha, chứ không phải mà canh theo cái cây này được nha. Vì mình có làm rồi, ở đây thấy nó cũng tiệm á, làm nhiều rồi cho nên mình cũng thấy, mình thấy ngộ lắm. Cũng cái chiếc 6m3 nhưng lắp động cơ cỡ 200-300 ngựa có thể là đặt khác nữa, mà lắp 50 ngựa đặt khác nữa. Rồi chạy nơi không sóng, nghĩa là mặt nước bằng phẳng, mình chạy loại sao vách lái. Loại mà ở biển thì nên chọt xuống lường ha. Chọt xuống lường thì tốc độ nó thua nha, nó thua gần cả chục cây số trên giờ. Ê, cái chiếc 6m3 này là nữa có thay bộ lấy cơ không con? Chiếc này nè. Rồi. Như vậy là theo thông tin mình mới lượm được ha, là cái bộ lái đó là của chủ nhà nha, nhưng mà ở đây sẽ thay lại bộ lái khác, bộ lái cơ. Bộ lái đó giờ cũng 5 triệu mấy, 6 triệu rồi đó, tùy theo loại tốt ha. Còn loại của Ý thì nó 6 triệu mấy rồi nữa nha, mắc hơn nữa. Của Ấn Độ là 5 triệu mấy, còn của Trung Quốc thì 3 triệu mấy, còn của Việt Nam thì không có, Việt Nam chưa làm. Nào Việt Nam làm là chất lượng cao á. Rồi cũng theo thông tin mình mới lượm được ha, là nghe nói cơ sở composite đời điệp này nè, ai mua cái cano là người ta tặng vô cục máy ha, phái cục máy nào người ta tặng cục máy, cái đó thông tin mình mới nghe được nha. Ai không tin hỏi vợ xong nướng miệt vườn biết liền. Ai mua cano tặng vô cục máy chơi ngon vậy đó. Anh không tin anh hỏi vợ em coi. Nói thì hay, nói rồi gỡn chơi ha. Chứ cano nhập là cano cũ, cano nhập ha, mà ai mua cano là người bán cano người ta tặng luôn cục máy á. Cái đó là có thiệt đó nha. Còn cano composite trong nước mình thì chưa ha, chưa ai tặng hết. Chừng nào tặng cái mình giới thiệu cho mấy anh em mua. Ví dụ cái xưởng nào đó, bất cứ xưởng nào trong nước mình, ngoài đời điệp ha, ai mà bán cano mà tặng cái máy là mình giới thiệu cho mấy anh em mua. Chứ tiệm Thái là thông thường á, có khi anh em người ta đem cái chiếc cũ lại á, là lắp sẵn ở trên rồi. Đó là cái chiếc đó bán là có tặng luôn cục máy đó. Giống như cái chiếc của bác sĩ Khiêm hôm rồi đó, thấy không? Bán là tặng luôn cục máy, tặng luôn cây dầm rồi mỏ neo gì đầy đủ. Tặng luôn. Bằng nói ra ha, này cũng bằng inox hả? Này được 4 tấc rưỡi không? 4 tấc hả? À? Ủa vậy sao cái gan hồi trước 2 tấc 2, giờ bộ ngày lớn tuổi nó ngắn lại gì khỏi 2 tấc. Hồi xưa đo gì ha, 2 gan là tầm là 4 tấc rưỡi á. Giờ còn 4 tấc. Gan cục lại rồi, ngày nó lớn mà vậy nó ngắn lại, cái gì cũng ngắn lại hết á, chứ không phải cái gan này ngắn không nha. Cái khác nó ngắn nữa. Nói vui đây ha. Đang làm thêm. Ngày lớn cái gì cũng ngắn lại chứ, kỳ quá. Mà trẻ thì dài lắm nha. Ê,
Ê, còn cái cây đó hồi nãy nó cong cong, người ta để vậy mới sướng á. Của mình nó cũng có thẳng đâu, rồi thẳng mới chịu. Của mình có thẳng không? Cong vòng. Nay làm cũng gần xong rồi nha. Chỗ để bơm nước trong cano ra nước mưa ổn rồi ha, nền cũng sơn xong rồi, chuẩn bị thử được rồi đó. Nè, máy thủy nó có chỗ để nó bơm, nó hút lên ha, nó hút lên nó giải nhiệt. Nó ra đây nó vô cái bô cho giảm tiếng ồn, vô cái bô xả cho giảm tiếng ồn. Máy có tuột bô ha. Chưa có chân vịt. Có thể là cái chân vịt đó, biết mấy tấc, biết để đo thử rồi. Wow, chiếc nào mới chạy? Chiếc cano tự chế nào mới chạy nghe. Ăn hai cánh ha, khoảng 3 tấc 6. Cm. Hai cánh. Cùi 9 cm. Cùi cao 9 cm ha. Giờ thợ đang chuẩn bị để cái bình chứa nhiên liệu, chứa dầu, đang chuẩn bị kiếm chỗ để vô. Nay hạ thủy rồi ha, thủy chút xíu chạy thử nha. Mày cũng đang làm cái nắp đậy hầm máy. Chưa vệ sinh nha. Đó là chạy bằng phẳng lực nước đó nha. Đi tưới vườn rồi về chạy về luôn ha. Nhắm ở trên nó bằng mặt bằng cái đang lợp cái nắp hầm. Bằng mặt cái sách này à. Này con bu xít của của tiệm đây, Thái. Ra rồi tại nó không đều, anh mới đo rồi nó không đều. Miếng nó đâu chừng 5 ly quá trời. Cho nó bằng, nó bằng với cái đứng. Ở 50 mm. Bằng bằng với cái đứng. Đổ không đều. Dày quá. Cái sườn sắt này là sườn cũ ha, chứ không phải bên tiệm, là sườn này của chủ người ta làm sẵn á. Bây giờ mình chỉ lợp con bu xít lên thôi. Giờ tiến hành bơm nhớt cũ ra để thay nhớt mới, chuẩn bị chạy thử. Một cái bơm này mình thay nhớt rất là tiện nè. Đó, mình đút vô ống đó đó. Nó hút
nhớ cũ trong máy ra. Mặn lắm nha. Đó, cái máy bơm nó gọn vậy đó ha. Bơm bằng 12V DC. Để dành cho mình thay hút nhớ cũ ra dầu mình luôn. Châm dầu cũng được đó. Mình đổ nhớt mới trở lại. Châm dầu cũng được luôn. Bơm dầu thì nó nhanh hơn, nhớt thì nó hơi đặc á, nên tốc độ nó chậm hơn. Hết hay gì đó. Sàn bình ha. Hết thì mình mở kẹp bình ra. Nó có ông tắc cũ này nè. Tắc cũ nè. Kẹp bình nhưng mà ông tắc đi. Có phòng tắc. Phía sau đó. Đối với máy âm thì mình bơm nhớt ra rất là tiện. Bắt đầu tà tà chạy thử ha. Chạy thử để kiểm tra nước coi có lên máy giải nhiệt tốt không, áp suất nhớt có bơm ổn định không, những cái mối hàn nè ha, coi có ổn định không rồi mới dám chạy. Khi nào chạy ổn định rồi bắt đầu mới canh chỉnh. Giờ chạy tà tà vậy đó. Đó, mình chạy thử vài vòng đầu tiên vậy đó, rồi cái từ từ cái mình mới canh chỉnh lên thêm, cái mới đem xuống chạy thử mà. Máy mới xuống cũng chưa chạy nhiều ha, giờ chạy từ từ. Hiện thời trong cái video này là mình chưa có mở máy lên nhiều ha, có thể là tốc độ nó chưa có đạt lắm đâu. Chiếc này sau này mình sẽ quay thêm một cái video về cái chiếc này nữa. Lúc mà canh chỉnh ổn định rồi đó, mình quay cho quý khán giả xem, chứ hiện giờ mình biết là nó chạy chưa có đạt, tại vì cũng chưa có dám đạp hết ga. Lúc trước ở tiệm cũng có lắp một cái máy giống vậy nè, nhưng mà ở trên cái chiếc có 5.9 thôi là chạy tốc độ cũng được 8 mấy á. Còn chiếc này là chiếc 6.3 ha, cái máy cũng giống vậy. Ở bữa nay nó chạy theo mình đoán thì cũng tầm hàng mới 7 ngoài thôi, nhưng mà tương lai là sẽ lên 10 cây nữa nha. Có thể là lên hàng 8 được. Tại vì chiếc này 6.3, chiếc kia 5.9. Mà 5.9 nó cũng đạt 80 mấy rồi. Chiếc này 6.3 thì nó ít hơn vài cây, tại vì chiếc này nó lớn hơn, nặng hơn. Không biết là có đo tốc độ thử hay không ha, nhưng mà mình đoán là trên 70 km/h nha.
những cái dòng máy thủy như là Toyota Yamaha 13B này mình thấy chạy cũng đỉnh lắm đó các anh em. Các anh em nào thích thì nên mua những cái dòng Yamaha này ha, máy thủy nha, chạy lắp cano chạy ngon lắm. Máy thủy mà nó thích hợp cho mình chạy cano. À, tiền thì nó không có thích hợp không. Tại những cái dòng Yamaha, dòng cao tốc được cái giá thành nó cao đó. Hai ông bà chạy tà tà đi hóng mát. Hai ông bà chạy tà tà đi hóng mát. Chứ giờ cũng chiều tối rồi, chạy chạy về trong nhà trong vườn. Cái chiếc này cũng dự kiến lắp lại chạy chân vịt chứ không chạy đuôi dép nữa. Rồi đổi cục máy khác, đổi cục máy 105 ngựa. Đổi cục máy Volvo, Volvo 105 mã lực. Hiện thời chạy cái máy Mitsubishi 4D68, máy đó có 50 mã lực thôi. Chê chậm rồi. Chiếc này thì chạy ổn định ha, chiếc 77 nè. Chiếc này dự kiến đổi cái bộ lái thủy lực. Hiện thời đang sử dụng bộ lái cơ. Chiếc 77 này lúc trước lắp cái động cơ Yamaha 180 ngựa gì đó, 180 mã lực. Còn chiếc du thuyền này cũng sắp xong rồi nè. Mui nè. Mấy nay là làm cái mui lại chứ cái hệ lắp đặt thì muốn ổn định rồi. Đó đang canh chỉnh. Đang chuẩn bị để canh chỉnh lại. Còn kế đây cái chiếc này đang chạy cái Yamaha 25 ngựa nè, giờ chủ người ta đem cái máy 100 ngựa vô, cũng Yamaha giống vậy đó. Nhưng mà cái máy 100 ngựa chuẩn bị lắp lên. Nhưng mà ở tiệm mấy bàn nói là lắp cái máy 100 ngựa lên cái chiếc đó mình thấy nó chạy không có an toàn. Tại vì cái máy 100 ngựa nó nặng lắm, nó nặng cỡ 200 kg mà. Mà lắp lên cái chiếc đó chạy sợ nó lắc á, nó không an toàn. Cho nên người chủ có thể là chắc mua cái chiếc cano khác. Còn chiếc này cũng có dự kiến thanh lý lại đó. Giờ chờ canh chỉnh cái chiếc này ở video sau coi chạy như thế nào ha. Còn video này cũng dài rồi. Đó, mình tạm kết thúc cái video này. Rồi hẹn quý khán giả ở video sau để coi chạy cái chiếc mà Toyota Yamaha 13B coi như thế nào nha. Rồi chúc quý khán giả có một buổi chiều xem video vui vẻ.